Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài dãy số thực. Tuần trước thì bài học trước thì chúng ta có biết một số những cái dấu hiệu để cho một cái dãy số của chúng ta hội tụ. Thế thì hôm nay để tiếp nối cái bài học của tuần trước thì thầy muốn nhắc lại một số những kiến thức liên quan đến bài học ngày hôm nay, tức là nhắc lại kiến thức của bài học trước cho bài học ngày hôm nay. Bài học trước của chúng ta thì thầy có giới thiệu cho các em một số những cái khái niệm sau đây, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục những cái khái niệm đó. Rồi bài học trước thì chúng ta đang có một cái ví dụ dở dang, thì bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giải quyết cái ví dụ đó và thêm một số những ví dụ nữa. Thế thì thầy nhắc lại một số những cái khái niệm rất cơ bản của cái phần dãy số, đó là thứ nhất là cái tính chất bị chặn của dãy số. Thế thì ở đây chúng ta có hai cái khái niệm, đó là cái khái niệm gọi là dãy số xn gọi là bị chặn trên. Nếu như chúng ta tìm được một cái số thực k sao cho xn của chúng ta nhỏ hơn hay bằng cái số thực k đó, và nó xảy ra với mọi n là số tự nhiên. Chúng ta còn học với nhau ở bài học trước là dãy số gọi là bị chặn dưới, phải bỏ chữ trên nhé, chặn dưới. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ tìm được một cái số thực k để cho xn của chúng ta lớn hơn hay bằng k, và điều này xảy ra với mọi n là số thực. Thế bây giờ chúng ta còn thêm một cái khái niệm nữa là nếu như một cái dãy số của chúng ta và vừa bị chặn trên đồng thời cũng vừa bị chặn dưới, thì lúc đó chúng ta gọi dãy số đó là dãy số bị chặn. Vậy thì nó bị chặn có nghĩa là nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới. Do đó chúng ta vừa phải có hai cái số thực để cho xn của chúng ta lọt vào cái khoảng giữa hai cái số thực đó. Và từ đó thì chúng ta có thể làm gọn cái điều đó lại bằng cái điều kiện sau đây, đó là trị tuyệt đối của xn nhỏ hơn hay bằng k. Đó là cái tính chất bị chặn của bài học trước. Thế thì chúng ta có một định lý khá quan trọng liên quan đến cái tính bị chặn của hàm số, đó là một cái dãy số hội tụ thì bao giờ cũng bị chặn. Và đương nhiên một vấn đề được đặt ra là một dãy số bị chặn thì có hội tụ hay không, thì câu trả lời là không, chưa biết. Như vậy thì chúng ta cần thêm điều kiện gì nữa ngoài cái tính bị chặn ra để cho dãy số của chúng ta hội tụ? Thì lúc này chúng ta lại tiếp tục giới thiệu thêm một cái khái niệm nữa, đó là tính chất đơn điệu của dãy số. Thế thì ở đây chúng ta có hai cái loại đơn điệu. Thứ nhất là đơn điệu tăng. Nếu như xn nhỏ hơn hay bằng n cộng 1, điều này muốn nói chúng ta như sau: khi n mà càng lớn thì các số hạng của dãy số sẽ càng lớn. Điều đó xảy ra với mọi n thuộc n lớn. Một cách tương tự như vậy, chúng ta học cái khái niệm đơn điệu giảm. Nghĩa là nếu n của chúng ta càng lớn thì các cái số hạng trong cái dãy số của chúng ta nó lại càng bé. Cụ thể được diễn tả bằng cái cách là xn lớn hơn hay bằng xn cộng 1, hoặc ngược lại thì cũng vậy, xn cộng 1 nhỏ hơn xn, tức là n càng lớn thì x của chúng ta, xn của chúng ta nó càng bé thì gọi là giảm. Và đương nhiên điều này cũng xảy ra với mọi n thuộc n lớn. Và từ đó thì chúng ta có một cái điều sau đây. Vừa rồi thầy nói một dãy số bị chặn thì chưa chắc đã hội tụ. Nhưng bây giờ nếu như dãy số của chúng ta tăng đồng thời bị chặn trên thì chắc chắn nó sẽ hội tụ. Và chúng ta biết rằng của bài học trước, cái tính hội tụ này nè, nó sẽ hội tụ về supremum của một cái tập hợp gồm có các phần tử là xn nè. Và nếu như một cái dãy số giảm và bị chặn dưới thì cái dãy số đó của chúng ta cũng hội tụ. Và cũng thế, dãy số của chúng ta lúc này hội tụ về cái cận dưới, đúng, cái infimum của cái tập hợp gồm các phần tử xn nè. Như vậy thì ở đây hôm nay chúng ta lại tiếp tục khai thác với nhau ở hai cái mệnh đề này: tăng và bị chặn trên thì hội tụ,
giảm và bị chặn dưới cũng hội tụ. Ở đây thầy muốn nói rộng ra thêm một chút về cái việc chúng ta chứng minh một cái dãy số tăng hoặc giảm. Nếu như chúng ta nhận ra được các số hạng của dãy số của chúng ta là những số dương, thì chúng ta có thể chứng minh một cái dãy số tăng khi các em cứ tưởng tượng thầy chia cái xn là xuống bên vế phải, thì ta được cái tỉ số xn là cộng 1 chia cho xn sẽ lớn hơn 1. Bởi vì xn là dương, do vậy ta chia xuống bất đẳng thức của chúng ta không đổi chiều. Một cách tương tự như vậy, nếu ta chuyển xn sang bên phải thì chúng ta có xn là cộng 1 chia cho xn là nhỏ hơn hay bằng 1, thì lúc đó ta nhận ra được cái tín hiệu đó là một cái dãy số giảm. Với nhiên khi chúng ta làm công việc đó thì trước hết chúng ta nhìn thoáng qua xem cái dãy số xn này của chúng ta có dương hay không, thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được cái tỉ số đó để chứng tỏ được nó tăng hay nó giảm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một cái ví dụ quan trọng của bài học trước mà chúng ta dừng lại dở dang. Bài học trước chúng ta có cái ví dụ sau đây. Đó là chúng ta chứng minh cái dãy số khá quen thuộc 1 cộng 1 chia n là tất cả lũy thừa n hội tụ. Thế thì bài học trước chúng ta có được một cái cách giải bằng cách chúng ta khai triển cái nhị thức Newton, và thông qua đó chúng ta chứng minh được nó là dãy số tăng. Thế hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em thêm một cái cách khác để chứng minh nó là dãy số tăng. Cách khác này gọn hơn, dễ dàng hơn cái cách của bài học trước. Thế bây giờ chúng ta có cái điều sau đây. Thứ nhất, thầy viết lại cái dãy số xn bằng 1 cộng 1 chia n là tất cả lũy thừa n. Thế thì bây giờ thầy sẽ chuẩn bị dùng bất đẳng thức Cauchy. Thầy tách cái 1 cộng 1 chia n lũy thừa n ra thành các cái thừa số 1 cộng 1 trên n nhân cho đến 1 cộng 1 trên n. Ở đây lũy thừa n nghĩa là chúng ta nhân tất cả là n lần. Rồi tiếp đó thầy lại tiếp tục nhân cho số 1. Bởi vì nhân 1 vào thì nó không làm thay đổi. Đã. Thế thì ở đây chúng ta đếm coi chúng ta có bao nhiêu số tất cả. Từ 1 cộng 1 trên n ở số hạng đầu cho đến cuối cùng là tổng cộng có n số, cộng với cái số 1 này nữa là n cộng 1 số. Và chúng ta nhận ra được các số này của chúng ta đều là những số dương, bởi vì 1 cộng 1 trên n của chúng ta là số dương. Do vậy chúng ta dùng được bất đẳng thức Cauchy cho n cộng 1 số dương. Trung bình nhân thì ta biết rằng nhỏ hơn hay bằng trung bình cộng của n cộng 1 số vừa rồi. Thế thì lúc này n cộng 1 số, tức là ta cộng lại nhé, ta cộng số 1 trước, 1 cộng cho 1 này, bao nhiêu số 1, có n lần số 1, rồi cộng tiếp cho con số 1 này nữa, tức là n cộng 1 lần. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ ta lại tiếp tục, ta lấy 1 cộng n, ta cộng tiếp cho 1 cộng n nữa, có bao nhiêu cái con số 1 cộng n, có n lần số 1 cộng n. Vậy khi đó ta cộng lại, ta sẽ có được n lần cái con số 1 cộng n, 1 chia n tức là có cộng 1 n, đơn giản đi nhé. Rồi tất cả chia cho, ta đang dùng Cauchy cho n cộng 1 số, như vậy ta phải chia cho n cộng 1 tất cả lũy thừa n cộng 1. Đây là bất đẳng thức Cauchy của chúng ta. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục, ta nhận ra được rằng cái chỗ này của chúng ta nếu ta tách nó ra thì ta có này, các em để ý, n cộng 1 chia cho n cộng 1 là bằng 1. Thế rồi cộng cho con số 1 này chia cho n cộng 1, chúng ta có được 1 chia n cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta lại quan sát trở lại cái cách thức cái số hạng tổng quát của cái dãy số xn. Xn thì ở đây là 1 cộng 1 chia n tất cả lũy thừa n. Còn ở đây ta lại có 1 cộng 1 chia n cộng 1 tất cả lũy thừa n cộng 1. Vậy đây chính là cái số hạng xn cộng 1. Như vậy thì chúng ta đã vừa mới chứng minh được điều sau đây. Xn
nhỏ hơn hay bằng xn cộng 1. Nghĩa là chúng ta đã có được cái dãy số xn là dãy số tăng. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn chứng minh, muốn chứng minh nó hội tụ thì chúng ta vừa mới đạt đến cái kết quả là dãy số tăng. Vậy thì bây giờ ta chỉ còn chứng minh nó bị chặn trên nữa là xong. Thế bây giờ chúng ta có cái kết quả của bài học trước. Chúng ta có từ cái xn bằng 1 cộng 1 chia n lũy thừa n. Chúng ta khai triển nghị thức Newton. Và chúng ta để ý cái số rất đặc biệt, đó là cn chập k nhân 1 chia n giai thừa. Nó sẽ được tách ra thành 1 trừ 1 trên n nhân cho đến 1 trừ k trừ 1 chia n. Đó. Thế thì từ cái chuyện đó mà chúng ta tách ra được như ở đây. Cho nên rồi thì ở 1 trên lũy thừa n lũy thừa k thì nó nhầm. Tại xin nói lại, cn chập k nhân 1 chia n lũy thừa k. Đó. Thì ta tách được như thế này ở bài học trước. Như vậy thì chúng ta viết lại xn dưới dạng khai triển nghị thức Newton như thế này. Rồi bây giờ chúng ta lại có thêm một cái nhận xét tiếp. Đó là cái con số 1 trừ 1 chia n là một số bé hơn 1. Bởi vì 1 chia n của chúng ta là một con số dương và bé hơn 1. Cho nên 1 trừ cho 1 trên n đương nhiên là nhỏ hơn 1 rồi. Một cách tương tự như vậy cho những con số còn lại, 1 chia 1, 1 trừ 1 trên n, thế rồi 1 trừ n trừ 1 trên n, tất cả những con số này của chúng ta đều là những con số dương và bé hơn 1. Cho nên là chúng ta có được cái chiều bất đẳng thức sau đây. Xn sẽ nhỏ hơn 1 cộng cho 1 là 2, chúng ta viết lại ở đây. Và số này bé hơn 1 cho nên nó nhỏ hơn 1 chia cho 2 giai thừa. Thầy lấn thêm một dòng nữa cho các em thấy. Vậy thì 1 trên 2 giai thừa tiếp theo nó sẽ là 1 chia 3 giai thừa, vân vân. Cho đến số cuối cùng thì tất cả những con số này của chúng ta cũng đều nhỏ hơn 1. Do vậy nó tiếp tục nhỏ hơn cái 1 chia cho n giai thừa. Thế rồi ở đây thì chúng ta lại có một cái nhận xét không khó. Nhận xét này nó cũng thường thôi. Đó là nếu mà với những cái số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 đó, thì cái n giai thừa ta viết ra thành cái định nghĩa là 1 nhân 2 nhân 3 nhân n. Nếu như ta thay cái số 3 này thành số 2, rồi kế số 3 ta biết nó là số 4, ta thay số 3, số 4, số 5, số 6 cho đến n bằng những con số 2, thì đương nhiên là con số 2, số 3 đó nó lớn hơn con số 2. Cho nên cái n giai thừa nó sẽ lớn hơn hay bằng. Từ 2 đến n thì chúng ta thấy có tổng cộng n trừ 1 số 2. Nhân lại ta có được 2 lũy thừa n trừ 1. Như vậy thì ở đây chúng ta có n giai thừa thì lớn hơn hay bằng 2 lũy thừa n trừ 1. Để thông qua đó chúng ta ước lượng bớt cái mẫu số 2 giai thừa, 3 giai thừa, n giai thừa này đi bằng những con số 2 lũy thừa n trừ 1. Như vậy thì n giai thừa lớn hơn thì khi đó ta nghịch đảo lên, nó nằm ở dưới mẫu, cho nên nghịch đảo thì bất đẳng thức đổi chiều. Thì cho nên ta lại tiếp tục đạt được cái dấu bất đẳng thức nhỏ hơn. Số 2 thầy biết lại, rồi cộng cho. Vậy thì 1 chia 2 giai thừa đương nhiên phải nhỏ hơn 1 chia 2 lũy thừa 1 ứng với n là bằng 2. Thay vào đây 2 lũy thừa 2 trừ 1 tức là 2 lũy thừa 1. Rồi cộng cho 1 chia 3 giai thừa thì đương nhiên nhỏ hơn là 1 ứng với n là bằng 3, thế vào chỗ này thì ta có được 2 lũy thừa 2 tức là 1 chia 2 lũy thừa 2. Vân vân cho đến số cuối cùng 1 chia n giai thừa nhỏ hơn nghịch đảo được 1 chia 2 lũy thừa n là trừ 1. Rồi bây giờ chúng ta lại có một cái nhận xét như sau của cái tổng đằng sau này. Thế thì chúng ta thấy 1 phần 2, rồi 1 phần 2 lũy thừa 2, rồi 1 phần 2 lũy thừa 3, 1 phần 2 lũy thừa 4, vân vân, cho đến 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1. Thì đây chính là tổng
của n trừ một số hạng đầu tiên của cấp số nhân với số hạng đầu tiên là 1 phần 2. Và số hạng sau thì bằng số hạng trước nhân cho 1 phần 2, cho nên công bội của nó là 1 phần 2. À, vậy thì ta ở đây ta có cái dịp nhắc lại cái công thức tổng của n số tự nhiên liên tổng n các số hạng liên tiếp của một cấp số cộng của một cấp số nhân, thì ta biết nó bằng U1 nhân cho 1 trừ quy lũy thừa n tất cả chia cho 1 trừ quy. Đây là công thức tổng của các số hạng của một cấp số nhân. Ở đây như vậy thì xin lưu ý với các em rằng cái U1 của chúng ta nó là 1 phần 2, còn quy cũng là 1 phần 2. Và ở đây thì chúng ta chỉ có n trừ một số hạng thôi. Ở đây công công thức thì thầy cung cấp tới n số hạng cho nó thấy, cho nó công thức cho nó đẹp. À, như vậy thì chúng ta rút gọn lại. Số 2 này ở đây chúng ta viết là, vậy thì chỗ này bằng U1, U1 của chúng ta là bằng mấy? 1 phần 2. Rồi, như vậy trên tử nó là 1 trừ cho quy, quy của chúng ta là 1 phần 2 mà chỉ có n trừ một số hạng thôi. Như vậy nó phải là 1 phần 2 lũy thừa n trừ 1. Tất cả chia cho 1 trừ quy tức là 1 trừ cho 1 phần 2. À, như vậy thì bây giờ chúng ta rút gọn lại một chút. 1 trừ 1 phần 2 được 1 phần 2, đơn giản cho 1 phần 2 ở trên. Như vậy tổng kết lại chúng ta thấy nó bằng 2. Còn ở đây là còn lại 1 trừ cho 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1. Mà ở đây chúng ta lại thấy cái 1 trừ 2 lũy thừa n trừ 1 này cũng lại là một cái số nhỏ hơn 1 và dương. Do vậy mà 1 trừ cho 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1 là con số bé hơn 1. Mà cộng thêm cho 2 nữa thì đương nhiên bé hơn 3. À, thế thì chúng ta để ý, chúng ta đã có được cái dãy số xn của chúng ta nhỏ hơn 3 xảy ra với mọi n. Do vậy mà ta kết luận được dãy số xn của chúng ta bị chặn trên. Mà vừa rồi thì chúng ta lại chứng minh được cái dãy số xn là dãy số đơn điệu tăng. Tăng và bị chặn trên thì đương nhiên dãy số xn của chúng ta là dãy số hội tụ. Thế bây giờ thì chúng ta lại nhận xét thêm một chút ở cái ví dụ số 7 này. Chúng ta thấy rằng xn của chúng ta nhỏ hơn 3. Và mặt khác thì các con số từ 1 phần 2 giai thừa nhân 1 trừ 1 trên n trở đi, tất cả những con số này của chúng ta thấy đều là những số dương. Như vậy xn bằng 2, 1 cộng 1 bằng 2 cộng cho một cái số dương đằng sau thì đương nhiên xn của chúng ta phải lớn hơn 2 ở đây. Do vậy mà xn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Do đó mà dãy số xn sẽ hội tụ về một số. Số đó cũng sẽ phải nằm giữa 2 và 3. Và người ta chứng minh được rằng cái số mà dãy số xn bằng 1 cộng 1 chia n lũy thừa n đó nó hội tụ về một con số vô tỷ. Và con số vô tỷ đó như vừa rồi thầy mới phân tích, nó nằm ở giữa con số 2 và 3. Và người ta đặt cái số vô tỷ đó là cái số ơ. Và như vậy ta có xn hội tụ về cái số ơ. Và sau này thì chúng ta biết ơ của chúng ta nó gần bằng 2,71 và nó chính là cái cơ số của cái logarit Nepe. Rồi một điểm vậy thì nó thêm như vậy thôi. Thế bây giờ để chuẩn bị qua ví dụ số 8 thì thầy có đề nghị các em nhớ lại cho thầy hai cái điều sau đây để qua ví dụ số 8 trong ví dụ số 7 các em. Đó là cái con số 1 chia 2 cộng 1 chia 2 bình phương cộng vân vân cộng cho 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1 nó bằng 1 trừ 1 chia 2 lũy thừa n trừ 1 do tổng của cái các số hạng của cấp số nhân. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, các em nhớ xn của chúng ta
nhỏ hơn 3. Mà xn là của chúng ta nó nằm ở đâu? Đây này, nhớ luôn, 1 cộng cho 1 chia n lũy thừa n. Vậy 1 cộng 1 chia n lũy thừa n là nhỏ hơn 3 nhé. Nhớ cho thầy, chuyện thứ nhất chỗ này, chuyện thứ hai là chỗ này. Để bài yêu cầu chúng ta chứng minh cái dãy số xn với cái số hạng tổng quát xn là 1 cộng 1 phần 2 nhân 1 cộng 1 chia 2 bình phương nhân vân vân cho đến 1 cộng 1 chia 2 lũy thừa n hội tụ. Thế bây giờ thì chúng ta thấy như thế này, chúng ta biết rằng một cái dãy số tăng và bị chặn trên thì hội tụ rồi, một dãy số giảm và bị chặn dưới thì hội tụ. Thì một trong hai cái dấu hiệu hội tụ đó thì chúng ta xem thử cái bài toán này nó rơi vào cái dấu hiệu nào. Trước tiên thì thầy có một cái nhận xét sau đây, đó là các cái số 1 cộng 1 phần 2, 1 cộng 1 chia 2 lũy thừa bình phương vân vân, tất cả những con số này đều dương. Do vậy cái nhận xét đầu tiên đó là cái dãy số x, cái hai số hạng xn là cái số hạng dương với mọi n này, thuộc n lớn. Mà xn lớn hơn không, tức là xn của chúng ta nó bị chặn dưới ở cái con số 0 này. Cho nên trước tiên chúng ta có một cái nhận xét là xn là một dãy số bị chặn dưới. Mà nếu xn của chúng ta bị chặn dưới thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng dãy số xn của chúng ta là một dãy số giảm. Mà nếu chúng ta chứng minh được dãy số giảm thì điều đó là điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Mà cái điều đó thầy nói rồi, chúng ta chỉ là hy vọng. Hy vọng thì có khả năng đúng hoặc là sai. Thế bây giờ cái nhận định của chúng ta là như thế. Thế bây giờ do cái số hạng của cái dãy số xn của chúng ta là những số dương, cho nên bởi muốn biết tăng hay giảm thì thầy sẽ xét cái tỉ số sau đây, đó là xn cộng 1 chia cho xn. Nếu tỉ số này của chúng ta mà lớn hơn 1 thì dãy số xn là tăng. Còn cái tỉ số này mà nhỏ hơn 1 thì dãy số xn của chúng ta là dãy số giảm. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta thử tính. Vậy thì xn của chúng ta là cả một cái dọc dài như thế này. Do vậy xn cộng 1 thì ta phải nhân tiếp cho ở đằng sau này nữa là 1 cộng cho 1 chia 2 lũy thừa n cộng 1. Thế thì ta lập cái tỉ số xn cộng 1 chia xn, ta chia đi. Thì ta đơn giản đi thì ta còn lại là 1 cộng cho cái số cuối cùng là 1 chia 2 lũy thừa n cộng 1. Đúng chưa nào? Thật sự ra thì chúng ta có thể nhìn thì chúng ta thấy xn cộng 1 nó bằng xn rồi nhân thêm cho cái con số 1 cộng 2, 1 cộng 1 chia 2 lũy thừa n cộng 1. Khi ta chia ta đơn giản cho xn thì còn số này thôi. Rồi bây giờ chúng ta lại nhận xét là 1 chia 2 lũy thừa n cộng 1, đây là một số dương. 1 cộng cho một số dương thì rõ ràng lớn hơn 1. Mà xn cộng 1 chia xn lớn hơn 1, do xn là dương cho nên thầy nhân chéo lên cho chúng ta dễ nhận ra được nó tăng hay giảm đây. Như vậy ta nhân lên bất đẳng thức không đối chiều, ta có xn cộng 1 lớn hơn xn, nghĩa là xn của chúng ta là một dãy số tăng. Mà vừa rồi chúng ta thấy rằng xn của chúng ta bị chặn dưới thì ta cần phải là một dãy số giảm. Thế rồi nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy chúng ta vừa mới chứng minh được cái dãy số của chúng ta không giảm mà lại tăng. Cho nên cái việc nhận xét xn bị chặn dưới là để chúng ta tạo cho chúng ta một cái hy vọng, để tạo cho chúng ta một cái định hướng để chúng ta hy vọng nó là giảm. Nhưng mà bây giờ nó không giảm mà nó tăng. Mà nó tăng rồi thì cái nhận xét xn là bị chặn dưới là một cái nhận xét cũng không có ích lợi gì cả. Cho nên là tốt nhất thôi thì chúng ta bỏ nó đi. Chúng ta cũng không cần cái nhận xét nó là bị chặn dưới làm gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy dãy số của chúng ta là dãy số tăng thì chúng ta phải chứng minh nó bị chặn trên. Thế rồi bây giờ chúng ta lại chứng minh tiếp điều đó như sau.
thay lại tiếp tục sử dụng cái bất đẳng thức cô sinh thêm một lần nữa. Ở đây chúng ta thấy tất cả các cái con số 1 cộng 1 phần 2 vân vân đều là những con số dương. Và ở đây nó là tích của n số dương. Do vậy chúng ta dùng công bất đẳng thức Cauchy là trung bình nhân thì nhỏ hơn hay bằng trung cộng. Rồi như vậy thì chúng ta có được xn của chúng ta sẽ nhỏ hơn hay bằng trung bình cộng của n con số này cộng lại tất cả chia cho n nhé. Thế thì ở đây chúng ta có, ta lấy cái con số 1 này, ta cộng cho con số 1 này, ta cộng tiếp, cộng hoài cho đến con số 1 cuối cùng. Chúng ta đếm có bao nhiêu con số 1, có n lần con số 1. Như vậy cộng lại nó đã được n. Rồi còn lại ở đây là 1 phần 2, thì nghĩa là còn lại 1 chia cho 2 bình phương, rồi vân vân cho đến cộng cho 1 chia 2 lũy thừa n. Rồi ở đây thì chia cho n nào. Và tất cả lũy thừa n nào, đúng không nào? Rồi như vậy thì chúng ta có cái điều sau đây, vừa rồi mới nhắc xong. Tổng của n là cái số tự nhiên ha, thì nó sẽ bằng cái gì ở đây này? Nó sẽ bằng 1 trừ cho 1 chia 2 lũy thừa n. Ở đây thầy viết nhầm, ở đây không có trừ 1, tại vì ở đây nó có bao nhiêu số, có n là số, thì phải 1 chia 2 lũy thừa n là nhé. Nhưng mà cái số này thì thôi không sao. Rồi như vậy thì ở đây nó còn lại là n chia cho n ở đây. Thế thì ở đây chúng ta lại nhận xét tiếp là cái chỗ này của chúng ta dương, dù là n hay n trừ 1 thì mới là số dương. Và ta bỏ cái con số dương này đi, số dương mà nó bé 1, thì đương nhiên nó sẽ phải bé hơn cái con số sau đây, n cộng 1 chia cho n này. Dĩ nhiên lũy thừa n này phải viết lại ở đây thôi. Và n cộng 1 chia n nếu ta tách ra thì nó được 1 cộng 1 chia n. Rồi tất cả lũy thừa n, và ta biết rằng cái chuyện này nó nhỏ hơn số 3 mà bài vừa rồi chúng ta vừa mới nhắc cho ta nghe. À, như thế thì chúng ta vừa mới có được điều sau đây. Xn là nhỏ hơn hay bằng 3. Cho nên xn của chúng ta là dãy số bị chạy trên. Vậy thì chúng ta thấy dãy số xn là vừa tăng rồi lại vừa bị chặn trên. Cho nên đương nhiên dãy số của chúng ta là một dãy số hội tụ. À, vậy thì thầy vừa mới chứng minh được cho các em một cái ví dụ nữa mang cái mệnh đề là tăng và bị chặn trên thì hội tụ. Thế thì ở đây có một cái nhận xét là như thế này. À, cái việc mà dấu của các số hạng trong một cái dãy số thường chúng ta nhận ra được ngay. Chẳng hạn như chúng ta nhìn ra được dãy số của chúng ta mang các số hạng là số dương. Số dương thì có nghĩa là nó bị chặn dưới. Mà bị chặn dưới thì chúng ta có quyền hy vọng dãy số của chúng ta là giảm. Thì đương nhiên nó hội tụ. Và để biết được nó tăng hay giảm thì chúng ta có quyền tiếp theo đó là lập cái tỷ số xn cộng 1 chia xn. Nếu tỷ số đó của chúng ta mà lớn hơn 1 thì dãy số của chúng ta là dãy số tăng. Còn bé hơn 1 thì đó là dãy số giảm. Và với cái quan điểm đó, với cái cách thầy phân tích đó, chúng ta lại tiếp tục xem một ví dụ nữa như sau. Thầy cho chứng minh một cái dãy số xn bằng 1 trừ 1 phần 2 nhân 1 trừ 1 phần 3 nhân vân vân 1 trừ 1 chia n, chứng minh dãy số này của chúng ta hội tụ. Rồi. Thế thì chúng ta thấy như sau. 1 trừ 1 phần 2 lớn hơn không. 1 trừ 1 phần 3 đương nhiên cũng lớn hơn không. Vân vân cho đến 1 trừ 1 trên n cũng lớn hơn không. Do vậy trước hết thầy có nhận xét xn của chúng ta lớn hơn không với mọi n, đúng chưa nào? Do vậy mà dãy số của chúng ta là một dãy số bị chặn dưới bởi con số không. Thế rồi bây giờ như vậy thì chúng ta có quyền dự đoán rằng dãy số của chúng ta giảm bằng cách chúng ta lập cái tỷ số xn cộng 1 chia xn. Sở dĩ chúng ta nghĩ đến lập tỷ số bởi vì các số hạng là dương.
Và tỷ số này chúng ta như sau: xn cộng 1 chính là bằng xn nhân tiếp cho 1 trừ cho 1 chia n cộng 1. Vậy chia nhau thì chúng ta còn lại gì? 1 trừ cho 1 chia 1, 1 chia n cộng 1. Đúng chưa? Và 1 chia n cộng 1 ở đây của chúng ta là một con số bé hơn 1 và dương, cho nên là 1 trừ cho nó đương nhiên là nó nhỏ hơn 1. Mà do xn của chúng ta luôn luôn dương, do vậy khi đó thầy nhân lên đẳng thức không đổi chiều, mà ta đạt được xn cộng 1 nhỏ hơn xn, nghĩa là ta có được cái kết quả xn của chúng ta là một dãy số đơn điệu giản. Mà một dãy số của chúng ta vừa bị chặn dưới lại vừa đơn điệu giản thì như vậy cái dự đoán vừa rồi của chúng ta là đúng. Mà đúng rồi thì có nghĩa là chúng ta kết luận được dãy số của chúng ta là một dãy số hội tụ. Cho nên là cái điều dự đoán nhiều khi nó đúng hoặc là nó sai, thì nhưng mà dù sao nó cũng định cho chúng ta được một cái hướng đi, một cái hướng giải quyết bài toán. Chúng ta lại tiếp tục sang tiếp cái ví dụ nữa, phải cho ví dụ số 10. Và cái ví dụ này nó có thêm một cái cách nhìn, một cái cách nhận định của cái việc tăng hoặc giảm. Thì sắp tới vào cái chỗ đó thì thầy sẽ bàn thêm cho các em sau. Thế thì đầu tiên chúng ta cũng thấy được rằng xn của chúng ta rõ ràng dương, bởi vì a lũy thừa n là số dương, giả thiết cho a dương, n giai thừa đương nhiên là dương nhé. Cho nên chúng ta có được ngay xn rõ ràng dương với mọi n, cho nên chúng ta cũng có được cái kết quả là xn của chúng ta bị chặn dưới. Và cũng vậy thôi, để chúng ta có quyền hy vọng nó là dãy số giảm. Thế thì bây giờ để vì xn dương cho nên chúng ta muốn xem thử tăng giảm như thế nào, thì chúng ta lập cái tỷ số xn là cộng 1 chia xn. Thế thì ở đây chúng ta lập từ từ cho thấy nhé. Xn là cộng 1 của chúng ta thì ở đây n thì ta thay nó là n cộng 1. Vậy ở đây nó sẽ là a lũy thừa n cộng 1 này, chia cho n cộng 1 giai thừa. Còn xn là chia cho xn nghĩa là chúng ta nhân cho phân số nghịch đảo, thì ta có được n là giai thừa chia cho a lũy thừa n. Rồi thì bây giờ như thế này, ta đơn giản bớt nhé. A lũy thừa n cộng 1 chia a lũy thừa n, đơn giản chúng ta còn lại a. Thế rồi n giai thừa chia cho n cộng 1 giai thừa, đơn giản bớt. Thế thì trên ở dưới mẫu chỉ còn là n cộng 1 thôi. Vậy thì một vấn đề đặt ra là chỗ này a chia n cộng 1 không biết là bé hơn hay lớn hơn 1. Chúng ta có thể cho một ví dụ, chẳng hạn như một ví dụ cụ thể thôi. Thầy lấy ví dụ như bây giờ thầy chọn a bằng 10 và n thầy chọn nó bằng 2, thì 10/3 rõ ràng lớn hơn 1. Nhưng mà ví dụ như n mà thầy cho nó bằng số 10 đi. A bằng 10, n bằng 10, tức là 10 chia 11 thì nó lại bé hơn 1. Như vậy thì không biết là tình hình nó xảy ra như thế nào. Không lẽ lúc thì nó nhỏ hơn 1, lúc thì nó lại lớn hơn 1. Như vậy thì nó chả có tăng nghiêm cách hoặc là cũng chẳng có giảm nghiêm cách. Thế thì ở đây chúng ta phải hiểu cái việc sử dụng cái định lý tính bị chặn và bị tính chất đơn điệu đó như thế này nha các bạn. Chúng ta đang xét cái sự hội tụ của dãy, tức là chúng ta đang xét với những giá trị n rất lớn, n là tiến sau vô cực. Do vậy mà chúng ta chỉ quan tâm đến những giá trị n rất lớn, chúng ta chỉ quan tâm đến những giá trị n tiến ra vô cực, đặt cộng vô cực.
Còn đối với những giá trị N của chúng ta nó nhỏ, chúng ta không cần quan tâm đến làm gì cả. Vậy thì bây giờ chúng ta xem thử, chúng ta quan tâm đến những giá trị N lớn đó, thì cái tỷ số A chia N cộng 1 của chúng ta nó lớn hơn hay nó bé hơn 1 nhé. Thế bây giờ thì chúng ta có được cái tỷ số A chia N cộng 1 thì rõ ràng về mặt về cái tính chất của số tự nhiên, bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm được một cái số tự nhiên N0, để cho khi N lớn hơn N0 thì cái N cộng 1 của chúng ta lớn hơn A. Chúng ta tìm được cái số N0 này không? Tìm được ngay thôi mà. Chuyện chúng ta hình dung cũng khá dễ ở cái trục số tự nhiên nhé. Vậy thì lúc này khi mà n lớn hơn n0 thì rõ ràng n cộng 1 lớn hơn a, do vậy mà cái tỷ số này bé hơn 1. Mà bé hơn 1 do xn của chúng ta là số dương, cho nên chúng ta quy đồng lên bất đẳng thức không đồng chiều. Có nghĩa là chúng ta đạt được cái kết quả dãy số của chúng ta là giảm. Thế thì ở đây thầy viết vắn tắt quá, chúng ta sẽ phải được hiểu như thế này. Chúng ta được hiểu rằng xn cộng 1 nhỏ hơn xn không phải là nó có thể, không phải là nó xảy ra với mọi n thuộc n lớn đâu. Mà cái điều này nó chỉ xảy ra với những giá trị n lớn hơn n0. Với n0 là cái số nó thỏa điều kiện n cộng 1 lớn hơn, tức là nó thỏa là n lớn hơn n0 thì n cộng 1 lớn hơn a. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái dãy số xn của chúng ta chỉ giảm bắt đầu từ n0 trở đi. Thế còn đối với những giá trị nhỏ hơn n0 từ 1 cho đến n0 thì dãy số xn của chúng ta là tăng hay giảm? Thì xin thưa rằng là cái chuyện đó chúng ta không cần biết. Mà bởi vì tại sao không cần biết? Là bởi vì ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc xét tính chất hội tụ của dãy. Chúng ta chỉ cần xem thử coi cái dãy số đó có hội tụ hay không, tức là ta chỉ cần xét những cái giá trị n rất lớn, mà cụ thể ở đây thì thầy chỉ xét những giá trị n lớn hơn n0. Mà khi n lớn hơn n0 thì lúc đó dãy số xn của chúng ta giảm. Mà cái giảm này cùng với cái dãy số xn bị chặn dưới này nữa thì lúc đó ta kết luận được rằng dãy số từ 1 và 2 chúng ta có được cái dãy số xn của chúng ta là dãy số hội tụ. À, như vậy thì chúng ta cũng vừa mới giải quyết xong cho các em ví dụ số 10. Thế thì ở đây nó có một cái cần phải hiểu cho nó rộng ra ở cái định lý đó. Đó là chúng ta có thể bắt đầu từ cái giá trị n0 nào đó trở đi thì dãy số của chúng ta tăng hoặc là dãy số của chúng ta giảm. Còn đối với những cái giá trị nhỏ hơn n0 thì quả thực chúng ta cũng không cần quan tâm đến khi chúng ta xét cái tính chất hội tụ của dãy. Thế thì bài học ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây cũng đã hết. Thì bài học sau thầy vẫn tiếp tục giúp cho các em thêm một số những ví dụ liên quan đến cái dấu hiệu hội tụ của một dãy, và có một cái dạng khác, cái cách khác cho cái kiểu cách chứng minh tăng giảm như ngày hôm nay đó, thì thầy sẽ có một cái kiểu khác để cho chúng ta chứng minh cái sự tăng giảm đó. Thế bây giờ thì thầy thân ái chào các em.